Hello, chào mừng các bạn đến với kỹ năng phát triển bản thân hay là những giải pháp chữa bệnh trầm cảm. Thì hôm nay tôi nói các bạn chuyên đề là thiền hoặc là yoga sẽ giúp bạn giải quyết được bệnh trầm cảm các bạn. Nhưng mà có những bạn nói giờ em cũng tập thiền, tôi cũng tập thiền mà sao không hết bệnh? Bạn phải kiên trì. Vì bạn tập 1 2 năm mỗi ngày bạn tập đều đặn, ví dụ như lúc bạn có thời gian thì tập ngày 2 3 lần bạn ngồi thiền, một ngày 2 lần 3 lần đó, ví dụ lúc không có thời, bạn muốn ngồi lúc đầu bạn ngán ngồi thì ngồi 15 phút, rồi dần tăng lên nửa tiếng, từ lần tăng lên 1 tiếng. Chứ bây giờ đầu tiên bạn muốn ngồi một hai buổi bạn muốn hết bệnh liền thì đâu có được. Bạn ngồi thì 10 phút nè, rồi bạn nghỉ 15 phút, 20 phút, bạn từng từng dần bạn tăng cao lên. Rồi bạn có thời gian thì lúc đầu bạn ngồi mỗi ngày một lần, sau này từ từ bạn ngồi ngày 2 lần, 3 lần, 4 lần, rồi nó tăng lên từ từ. Tất nhiên cái gì cũng phải có kiên trì, có thời gian thì như thế bạn mới mau hết bệnh. Chứ bạn ngồi 1 2 ngày, 3 4 ngày mà làm sao nó hết bệnh ngay liền được. Thiền là yoga là một trong những giải pháp tốt nhất để điều trị bệnh cho bạn. Thì thiền các bạn phải cần những, nhớ nè, thiền là phải có những nhà sư, là bạn thiền bạn cần phải có những nhà sư trụ trì hoặc sư cô trụ trì nó hướng dẫn các bạn thì các bạn mới mới đúng bài. Các bạn nhớ đừng tự nghiên cứu, bạn nhớ ngồi thiền các bạn đừng tự nghiên cứu, bạn tự nghiên cứu có khi bệnh làm không đúng, nó bệnh nó nặng thêm. Các bạn hãy nhớ phải có những nhà sư, những sư cô điều trị. Mà thiền thì bạn nhớ phương pháp thiền tốt nhất là thường Vipassana, là thiền quán đó. Quyền này dễ tập nhất, bạn đừng có tập thiền định nó khó hơn. Nhưng mà tùy, nếu bạn ở cái điều kiện cái nơi mà chỉ người ta dạy bạn thiền định đó thì cái đó thì bạn chấp nhận thôi. Còn thiền Vipassana thì nó có thành phố Hồ Chí Minh, bạn nào cần thì tôi đã học nó 5 khóa rồi, tôi sẽ hướng dẫn bạn, tôi sẽ kết nối cho các bạn. Thì học thiền Vipassana thì khóa thiền khoảng 10 ngày thì bạn học về là bạn nó sẽ rất tốt cho các bạn hãy lưu ý. Cảm ơn các bạn.